Lần này em nói thiệt, em không biết thiệt. Thưa quý vị, đó là câu nói bất hủ của cô gái họ Lê mang tên Hồng Phượng. Tên em rất đẹp, tên một loài chim trong truyền thuyết cao quý. Nhưng không hiểu sao, trong lúc tàn già bỏ rỗi, em chỉ hở miệng bảo con ruột con nuôi, thì em lại biến thành ve, loài vật ký sinh trên Lucky. Có nhiều người bảo, tại sao em thương cậu này, không thương cậu kia? Tại mọi người không hiểu vấn đề, cậu nào em cũng thương hết. Nhưng tại em thấy cậu năm của em có một đứa con gái gả đi mất rồi. Một mình cô đơn quạnh quẻ trong căn nhà lầu mặt tiền, rộng rãi. Đất đai ba công không ai trồng nom chăm sóc. Thấy tội quá nên em đặc biệt thương nhiều hơn mà thôi. Mọi người có biết, em phải bấm bụng bỏ hoàn cảnh sống nhà thuê nhà trọ hơn nửa đời người để sống trong căn nhà to lớn nhưng lạnh lẽo do phòng có mấy lầu. Với cậu, em chỉ mua bia, mua thuốc lá, bà số 5, chăm sóc cậu lúc về già bệnh tật. Ngay cậu mất, em là người hụt hẫng nhất nên lỡ miệng nói trước phóng viên phụ con ruột con nuôi thôi. Còn em muốn cái nhà, miếng đất, chẳng qua là em muốn lưu giữ chút kỷ niệm còn sót lại trên đời này của cậu mà thôi. Chính vì đồng cảm nỗi đau mất người thân nên em mới sẵn sàng nhường việc thờ cúng cho con mớm để cho nó giống như em, có cái để tưởng niệm. Mẹ em là người em gái ruột mà cậu thương nhất trong nhà. Cậu từng hy sinh 5 căn nhà vàng bạc cả ngàn, thì việc giữ lại một số phong bì tiền phủng điếu thì có nghĩa lý gì mà mọi người phải làm quá? Cậu em không nói thì mắc gì mọi người nói? Mọi người có biết căn nhà mà em sống cùng cậu gần 2 năm qua em xem như máu thịt của mình, dù gì sống cũng từng ấy năm nên có chút kỷ niệm đẹp tuy của cậu nhưng em vẫn xem như là của mình, để chăm sóc vườn cây chậu kiểng cho xanh tốt, chứ nhà rộng lau chùi cũng cực lắm, chứ sướng ít gì đâu mà dành rồi sở hữu. Bây giờ tuy ôm vàng, ôm tiền, nhưng trong lòng em vẫn vô cùng trống trải, một khoảng trống mà chỉ có đất, có nhà mới có thể khỏa lấp hết. Em rất nhớ cậu, nhớ từng lời nói của cậu, từng lời hứa của cậu. Phượng ruồi, sáu bào, bảy báo, lòng váy hồng, kim xéo bành, tiểu thư, linh vũ, những gương mặt nghệ sĩ bất tài vô đức này hiện tại với biệt hiệu là biệt đội Cần Cần, từng gương mặt dơ bẩn của họ, từng người một, đang nổi tiếng khắp mọi ngõ ngách trong xã hội, mọi miền tổ quốc. Báo, bào, rờ ve bỗng dưng trở thành những từ hot được tìm kiếm trên mạng xã hội. Có lẽ từ bước nhảy vọt này, cái xe của họ sẽ cao ngất ngưỡng, đứng trong bậc hạng A giữa giải trí Việt Nam. Nhưng đáng tiếc là bước nhảy này là nhảy thẳng vào vũng lầy, càng ngoạ ngoại thì càng lún sâu. Tài tiếng nó lớn hơn cả tài năng vốn có của họ. Sự nhờ nhuốc kịch cảm đó vô tình biến họ trở thành những người ca nghệ sĩ, nhận vô vàn những lời nghiệt ngã từ phía đại bộ phận khán giả. Đài truyền hình HTV, đài truyền hình Vĩnh Long cũng phải điều đứng khi lỡ chiếu những chương trình có sự xuất hiện của họ. Nay thì thầu đám tang, ăn tiền phúng điếu, chen ép con gái ruột của người ơn. Giống như cái cách nói của Lũ Cần Cần thì thật sự cố nghệ sĩ đã linh thiêng lắm, đã phù hộ cho Hồng Loan. Và hiện tại, ngoài việc ăn nên làm ra thì Hồng Loan còn nhận được vô vàn sự thiên yêu từ khán giả, dù không phải là ca sĩ. Nhưng khi Hồng Loan cất giọng hát thì ai nấy đều phải òa lên, ai ai cũng hào hứng tột cùng khi biết tin rằng Hồng Loan sẽ hát vài bài và ra video ca nhạc để gửi tặng khán thính giả, vô cùng tuyệt vời đúng không quý vị? Còn ai kia là ca sĩ, chắc nó cũng tức lắm đúng không? Cô ca sĩ, tao hỏi gì kể mẹ tao, giờ hát có ai nghe đâu. Trái đắng mà hôm nay Phượng phải gặt là nhân quả báo ứng từ những hạt mầm tội lỗi mà Phượng rồi đã gieo trong đám tang của cổ nghệ sĩ. Hạ bệ Hồng Loan trên báo chí truyền thông để kiếm tiền YouTube, rồi còn định đuổi cổ luôn Hồng Loan ra khỏi chính căn nhà của Hồng Loan, muốn chiếm đoạt toàn bộ tài sản của Hồng Loan. Mình gieo nhân nào thì giờ gặp quả đó thôi. Có ăn tí nào đâu, thanh bại danh liệt cũng là vì những hành vi dơ bẩn của mình tự tạo ra mà thôi. Cậu năm của mình thương cô bao nhiêu thì bây giờ Phượng đã làm cậu mình thất vọng bấy nhiêu. Khi cố nghệ sĩ xuất hiện trong đêm chung kết Sao Nối Ngôi, ai cũng đủ biết là cố nghệ sĩ đang cố gắng tạo cơ hội cho Phượng rồi. Cậu năm không bao giờ tham gia game show, cậu năm có nguyên tắc của cậu năm, mà chỉ vì đứa cháu này, cậu đã phá bỏ nguyên tắc của mình để tạo cơ hội cho đứa cháu. Ai mà ngờ, có bao nhiêu cơ hội cố nghệ sĩ tạo ra cho Phượng đều mang đi phá bỏ. Thân bại danh liệt cũng rất xứng đáng, Phượng rồi à. Thưa quý vị, mới đây Thành Mỹ đã có chia sẻ cực gắt trên trang cá nhân về vấn đề hot hòn hột của vợ chồng phô liêm sĩ bảy báo bảy khò xèo. Từ đây chúng ta vô tình phát hiện ra những sự thật vô cùng chấn động.
Bùm Bùm, Thành Mỹ, nhà báo Song Minh và có cả nữ nghệ sĩ Ngọc Huyền sẽ trở thành những nhân chứng hữu hiệu phản tố lại những lời nói bịa đặt từ vợ chồng bất nhân kia. Thưa quý vị, hôm qua trong các hội nhóm bàn tán về drama Loan Phượng, những ai thuộc phía Hiệp hội Yêu Thương, ai ai cũng lấy làm ngao ngán với những phát ngôn thiếu não đến từ người đàn ông tồi tệ Bảy Bảo và người phụ nữ ở dơ nhất Vịnh Bắc Bộ, bà Bảy Khò Xèo. Ông Bảy Bảo thì vô cùng tự hào khi sau bao nhiêu fan gây sóng gió, tạo nợ, gây nần, giang hồ xã hội đen đến nhà tìm kiếm thì kết quả những lần đó đều như một, đó là ông Bảy Bảo đã được xóa nợ thành công thông qua sự giúp đỡ, hy sinh của anh Nam Vũ Linh. Nói thật là một thằng đàn ông đã có gia đình, có con như ông Bảy Bảo, đã thế còn là một nghệ sĩ, cải lương cũng khá nổi tiếng vì mang danh phận là em trai út của ông Hoàng Cải Lương Hậu Quảng. Với những danh phận như thế mà ông Bảy Bảo lại bị mang tiếng là nợ nần chồng chất. Vậy mà ông ta không biết nhục, mà ông ta còn vô cùng tự hào, không biết cảm ơn anh mình rồi hối lỗi. Đã thế mà còn ở đó tự hào khoe khoang. Kiểu kiếp trước tôi tự đạo dữ lắm, nên kiếp này may mắn được làm em của anh Nam Phủ Linh. Gây nợ cây nần được anh Nam bung tiền ra trả. Nhục như thế mà ông Bảy Bảo cũng nói được. Còn bà Bảy Khò Xèo, nữ hoàng cô tách chuyên luyện huyết cải, thì lại hô hào rằng anh Nam đơn độc, nên việc anh Nam lo lắng cho em Út là đúng rồi. Ôi là trời, nói được cái câu này thì phải công nhận rằng là bà ta đúng là một kiểu người phụ nữ độc mồm ác miệng, không vợ không con, cụm từ này nặng nề như vậy mà cũng dám dùng để miêu tả nam thần tượng của biết bao nhiêu thế hệ khán giả. Câu nói này của bà Bảy Khò Xèo đã vô tình khiến cộng đồng mạng vô cùng dậy sóng. Nguyên văn của bà ta nói rằng thì anh Nam không vợ không con, anh Nam lo cho các em. Câu nói từ người đàn bà, người em dâu không được công nhận này thật sự là đáng sợ. Đúng là cái thứ ở dơ, dơ từ vẻ bề ngoài cho đến ở trong lòng. Lòng dạ quá mù mô, thật hiểm ác. Con gái của chú sống bên cạnh chú 37 năm qua mà giờ nói là không con. Vợ chú mất sớm, chứ không phải là chú không có vợ. Đâu cái thứ muốn làm vợ ông Bảy, làm dâu nhà họ Võ, nhưng không được cổ nghệ sĩ công nhận, nên bây giờ bà ta phủ nhận luôn sự tồn tại của vợ và con của cổ nghệ sĩ. Đúng là cái thứ rắn độc. Phía ruột thịt kênh kênh, ngoài Ruby ra thì ai ai cũng đã trên 18 tuổi hết rồi, có phải còn nhỏ dưới vị thành niên nữa đâu mà suốt ngày cứ ăn bám cổ nghệ sĩ hoài như vậy. Tự lập đi chứ, nhất là ông Bảy Bảo và bà Sáu Bào. Sống đến ngày hôm nay, sắp nằm xuống lỗ rồi, mà sao vẫn ngu quá vậy, sống vậy mà ai nể, rồi sau này chết đi, ai mà đến thắp hương cho hả? Cả một tập đoàn không biết nhục, còn lên đây nói cho cả thế giới biết mình đã làm khổ cả cuộc đời anh của mình như thế nào. Giờ chú đã về với cõi Phật rồi, mà vẫn không yên với các người. Kiếp này chú đã trọn vẹn rồi, và kiếp sau xin chú đừng có làm anh em gì với cái lũ báo đời vô liêm sỉ này nữa. Và cái sự xấu xa, đê tiện, bẩn bựa, vô nhân tính của bọn này, cụ thể trong chuyện lần này thuộc về vị trí của ông Bảy Bảo và bà Bảy Khò Xèo, và họ đã được Thành Mỹ vạch mặt, bóc tách, từng sự thật như sau. Tối qua Thành Mỹ đã có một dòng tâm sự rằng, cái số anh nói vậy rồi. Thành Mỹ thuật lại câu nói của bà Bảy Khò Xèo, sau đó Thành Mỹ vô thẳng vấn đề như sau. Má ơi má, tới bây giờ luôn rồi mà má vẫn còn nghĩ trong đầu là má được ngồi chung mâm với chú của con hả? Cái gia đình này chưa một phút giây nào công nhận má là con dâu đâu. Tỉnh táo lên, tuổi này chưa có tắc thợ thì đừng có nói nhảm nữa. Status này của Thành Mỹ đã thể hiện quá rõ ràng rằng cái thân phận em dâu của bà Bảy Khò Xèo là do bà ấy tự phong, tự cấp, tự luyến, tự theo trai, tự theo người ta về nhà, ở xong rồi không được công nhận. Lúc cổ nghệ sĩ còn sống, có lần nào bà Bảy tự mở miệng ra nói rằng mình là em dâu đâu? Nhưng khi cố nghệ sĩ vừa nằm xuống thì một câu cũng em dâu, hai câu cũng em dâu, ăn nói hàm hồ, giờ con cháu nó vạch mặt, nhục chưa? Cũng như cái thằng tiểu hàng sản, một tiếng là cháu ruột bác Năm, hai tiếng là truyền nhân của bác Năm, ba tiếng là cháu ruột của nhà họ Võ. Ôi là trời, bớt sống ảo lại, để cho cuộc đời này nó bớt tào lao và cái đầu nó bớt ngáo nha nhỏ ơi. Cái hành vi đeo tàng của nhỏ đó, của nghệ sĩ không có công nhận đâu nha. Đeo tàng cái kiểu đó, cẩn thận là đang trù yểm bà mẹ ruột Bảy Khò Xèo đó nha, nhỏ Hàn Quốc. Và thưa quý vị, sự việc bà Bảy Khò Xèo này chưa một lần nào được cố nghệ sĩ công nhận là con dâu của nhà họ Võ cũng được Bùm Bùm làm sáng tỏ với lời lẽ. Họ nói dối đến mức không ngờ luôn đó. Sao có thể tự tin đến mức như vậy? Bác từ chối thẳng thừng trước mặt luôn mà. Còn nói được như vậy, quá sợ hãi và càng thấy thương bác Năm nhiều hơn. Thưa quý vị, câu nói vô cùng chắc chắn của Bùm Bùm, bác từ chối thẳng thừng trước mặt luôn, tưởng tượng tới cái cảnh đó mà nó nhục nhã thay cho bà Bảy Khò Xèo. Ôi, thì là theo trai, nhưng mà nhà trai họ từ chối, đồ cái thứ phụ nữ kỳ cục.
Và thưa quý vị, trong vụ việc của bà Bảy Khẩu Xèo có thêm hai nhân chứng vô cùng có giá trị nữa là nhà báo Song Minh và nghệ sĩ Ngọc Huyền. Nhà báo đã bình luận dưới bài viết của Thành Mỹ rằng anh chỉ biết cười khi xem má Mỹ, vì chính anh đã từng nghe chú Nam kể rất nhiều, nhất là cái thời ở dưới nhà Thủ Đức. Nhà báo Song Minh còn cho biết thêm, hôm bác Nam em kể, anh có nghe và còn có cô Ngọc Huyền nữa chứ, không phải chỉ mình anh đâu nha. Thưa quý vị, thông qua câu nói này, không chỉ mình anh đâu nha, thì rất có thể ngoài nghệ sĩ Ngọc Huyền, còn có rất nhiều người nghệ sĩ khác đã biết đến vấn đề này. Huống hồ gì, nhà báo Song Minh còn nói rằng, từng được nghe chú Nam em kể rất nhiều, ở đây rất nhiều, chúng ta có thể hiểu theo kiểu là kể rất nhiều lần như vậy, thì có rất rất nhiều người biết đến vấn đề này của bà Bảy Khọt Xèo. Bảy Khọt Xèo ơi là Bảy Khọt Xèo, nhột nhã quá bà Bảy Khọt Xèo à, chuyện ai cũng biết. Có thể nói rằng, cứ một mét vuông đất thì đã có một người làm chứng cho sự bị từ chối của bà em dâu này. Mà bà Bảy Khọt Xèo vẫn mạnh miệng quá hen, đúng là dân chơi huyết ngại, chỉ sợ ngãi quật, chứ đâu sợ nghiệp quật. Nhưng nghiệp quật đôi khi nó cũng không thua gì ngãi quật đâu nha. Thưa quý vị, khi nhắc tới câu nói của bà Bảy Khọt Xèo, anh Năm không vợ không con, thì lo cho em Út là điều hiển nhiên. Nói thật là chúng tôi cũng bị dồn máu lên não. Thật đó nghe. Giống như đây là nghĩa vụ của chú phải làm như vậy. Kiểu như không lo cho vợ, cho con được, thì tiền bạc phải để lại cho em của chú, chứ để không làm gì. Nghe nó thật sự khó chịu. Đúng là anh em phải giúp đỡ nhau, không sai. Nhưng không ai giúp đỡ tới mức sức cùng lực kiệt như vậy đâu, bà Bảy Khọt Xèo à. Tới lúc chú mất, ngoài việc đeo tang trên đầu để thầu đám tang, thì các người có làm được chuyện gì để đền đáp cho chú chưa? Khốn nạn quá Bảy Khọt Xèo ơi. Ông Bảy Báo à, đúng là ông Báo thiệt sự. Ông là người con trai duy nhất còn sót lại của nhà họ Võ, ở thế hệ bậc cha, bậc chú. Vậy mà giờ sống như vậy, nhục chưa?